Em sẽ đánh gắn bằng keo này. Keo này là keo của thợ sửa điện thoại, họ chuyên gắn màn hình đấy, B7000. Đó. Trước tiên là cái mặt của cái bác này ấy, mặt số của bác này nó bị mất hết chân rồi. Này, các bác nhìn nó mất hết chân. Đấy, đây còn mặt này của nó em là mặt số của em nhé. Nó bị bạc hết rồi. Em lắp tạm vào thôi. Để em theo dõi máy thì theo dõi, sau khi theo dõi ok xong thì bây giờ em sẽ lắp cái mặt số này cho khách. Đấy, thì khách không chịu thay. Đấy, thì em vẫn phải lắp cho khách. Đó. Keo ra. Đó. Đó. Bóp cái keo ra ngoài. Okay. Trước tiên em sẽ gắn trước cái căn này đã, cái căn dưới này đã, nó có cái căn nhựa này, để gắn cái căn nhựa này vào đã. Thì cái này thì các bác lưu ý là cái keo này mình phải cho ra đây trước nhé, ra cái gì trước chứ đừng gắn trực tiếp nhé, gắn trực tiếp là không ổn đâu. Nó sẽ dính vào mặt số này là không tháo được. Đó. Đó, thì em sẽ để đây. Sau đó em sẽ lấy cái mục kim. Lấy ít một thôi. Cái keo này nó cũng bị khô rồi. Khô rồi, nên là mình lấy ít một mình gắn thôi. Đừng gắn tham nhé. Không nên gắn tham. Đấy, gắn ít một thôi. Gắn không cần gắn hết nhé. Đấy, do cái căn này nó bị mất chân nên là mình gắn khéo léo. Đấy, tiếp theo mình sẽ gắn bên này nhé. Sẽ gắn cái này một tí, chỗ này gắn thật khéo léo. Để nó không bị dính nha. Đó. Gắn đừng có nhiều quá, không cần nhiều quá, nhưng cũng không phải là chỗ nào cũng gắn được. Mình vẫn có thể cầm như này mình gắn. Mình đừng gắn vào đây nhá. Gắn vào đây là toi đấy. Đó, mà bây giờ để nó khô. Để nó khô. Đó. Đó, gắn đây rồi, các bạn nhìn. Đó. Nó hết xung quanh. Bây giờ để nó khô. Ngay sau khi để nó khô rồi ấy, thì mình sẽ tiếp tục mình bắt đầu mình tháo mặt số này ra. Tháo mặt số của mình ra. Đây, vì sao em phải gắn như thế này thì xin thưa các bác này, do cái căn này này. Cái căn này dưới này nó bị ấy này. Nó bị gãy, đây các bác nhìn đây này. À, nó bị gãy đoạn này. Đúng không? Nên em phải giữ cữ vào đây. Sau đó bây giờ em bắt đầu nó ngoài cái căn này bị gãy ra, còn cái chân này này cũng không có chân nữa. Này, các bác nhìn đây, cái này của em có chân này. Đó, cái này không có chân. Nhìn chưa? Đấy. Sau đó em bắt đầu mới gắn cái này. Khi gắn cái này thì các bác nên để vào đây. Để cao lên một tí. Nha, cao một tí cho nó dễ gắn. Đó. Cao lên một tí cho nó dễ gắn. Yeah.
Mình cũng lấy cái keo keo vừa nãy đấy. À, keo vừa nãy mình gắn. Lấy ít thôi nhá. Đừng có tham nhiều. Để gắn. Keo này tốt hơn cái keo kia. Keo này chuyên dụng để gắn màn hình của điện thoại đấy. B700, B7000 đấy. Này nó tốt hơn. Bác lấy vừa phải nhé, đừng lấy nhiều nhé. Lấy nhiều nó phản tác dụng đấy. Và gắn ít một thôi. Đó. Đó, mình sẽ xoay đi. Đấy, mặt số. Gắn vừa phải thôi, đừng có tham gắn nhiều. Nhiều có khi không hiệu quả đâu. Thế nên này em cái gì cũng cho sao vừa phải là tốt nhất. Nha. Do cái keo này nó đang bị quánh nên này nó hơi nhiều một tí. Đó. Nếu mà nó ấy thì các bác cho tay này, cái đầu ngón tay này vào nước một tí, cho tay vào đầu ngón tay này vào nước nhá. Em có thể do nước bọt của mình. Đấy, mình ấn nó vào. Đấy, một cái mẹo nhỏ để cho nó khỏi dính. Cái tay này này, cho nước bọt vào tay. Đấy. Cho nó khỏi dính, nó không dính nhá. Đấy, cái con nước này nó không dính. Đấy, và mình ấn nó vào cho nó đẹp. Đẹp cho khách thôi. Đó. Đấy, các bạn thấy đấy, bây giờ em lấy tay này, em ấn nó xuống này. Đấy, một cái mẹo nhỏ nhá, các bác cứ lấy nước bọt vào tay mình nhé. Đấy, cho vào lưỡi, cho nó các bác dính xung quanh, nó không dính luôn. Nhưng mà cái ngón tay khác các bác động vào nó sẽ dính ngay lập tức. Đó. Ok nhá, thấy chưa? Đẹp luôn nhá. À, bây giờ em sẽ vệ sinh cho, đây là cái đồng hồ của bác bác Tùng ở Phú Thọ hay sao ấy. Đó. Bây giờ em đã gắn xong mặt số cho bác ấy rồi nhá, thấy chưa? Thậm chí căn nhựa của bác còn bị gãy nha. Bây giờ đến lượt vệ sinh cho bác cái kim. Bác ấy yêu cầu là cái kim của bác ấy giữ nguyên, không thay, để cho nó còn giữ nguyên cái vị trí cũ. À, thì em sẽ vệ sinh cái kim này cho bác ấy. Nó đang bị dỉ này. Cách vệ sinh rất đơn giản thôi, thì em chia sẻ luôn trong cái video này. À, các bác dùng con dao lam nhá, các bác cạo đi một tí nhá. À, cứ mạnh dạn đi, không sợ nhá. Nó sẽ mới lên rất nhiều đấy. Cạo nhẹ nhàng, kéo trên dọc màn dọc thôi, không được phép cạo ngang nhá. Đó, cái đầu tiên. Sau đó đến được cái thứ hai. Đấy, em cạo rất là đơn giản thôi đúng không? Cạo nghiêng nghiêng một tí nhá. Mình cạo hai bên đấy. Mình cạo vào giữa. Em cạo như này nó không sao đâu. Đó. Sau đó mình sẽ lấy cái giấy lau dầu ấy nhá. Này, cái giấy lau dầu này. Rất đơn giản thôi. Giấy lau dầu ấy mình đặt lên. Đó. Đấy, giấy lau dầu đặt lên. Rồi bắt đầu mình lau dọc cho nó. Đấy. À, các bác nhìn thấy kim nó sáng chưa? Ê giời. Quá sáng đúng không? Đây là bí quyết đấy. Đấy, kim sáng choang chưa? Đó. Đây, các bác nhìn để hai kim cũ và kim mới nó khác nhau hoàn toàn nhé, đúng không? Đây. Đấy, và em sẽ lau tiếp cái kim này. Kim này nha. Wow, thấy chưa, sáng chưa? À, rất sáng đúng không? À, bây giờ lắp vào cho bác cái thôi. Mà trước khi lắp vào mình sẽ chỉnh giờ cho nó đúng 12 giờ nhảy lịch. Hai bảy. Đó, sau đó sẽ để cái kim này vào. Kim này của bác này hơi bị rỗng chân đấy nhá. Hơi bị rỗng chân lâu rồi.
Đó. Rồi, tiếp theo đến lượt Kim Phút. Con này nắm tóc mất nhiều thời gian lắm đây này. Đấy. Cái này này, các bác nhìn này, tóc của nó tóc đen đen của cũ bẩn bẩn đấy không? Mà tóc xịn đấy. Nắm cho bác ấy mất bao nhiêu công. Bác cứ dục nhé, bác cứ hỏi, hôm nào hình như bác cũng hỏi sao ấy. Em làm nhiều quá cũng không nhớ được. Nắm kim này cẩn thận. Kim này của nó đang lỏng chân một tí nhá. Đang lỏng chân quá. Đấy, các bác nhìn thấy nó lỏng chân rồi. Bây giờ em sẽ nắn lại cái kim này cho bác ấy. Nắn cái chân này lại. Rất đơn giản thôi. Bóp bóp cái chân này này. Đấy, bóp vừa phải nhá. Đấy, bóp nó méo lên một tí là được em mà. Đó, sẽ đắp vào. Nó hơi sâu tí. Hơi sát một tí thì mình sẽ đẩy nó lên. Đẩy kim lên. Đó. Vẫn hơi sát một tí. À, mình đẩy tiếp cái kim này lên một tí nữa. Nên là em quay tiếp chứ em không có sắp xếp như người khác đâu. Camera này các bác luôn. Wow, bây giờ em sẽ lắp kim dây vào nhá. Đẩy kim cũ này lên một tí nữa. Cái mạnh dạn này không sợ. Đừng có nhìn em làm này bắt chết nhá. Không được đâu. Đó. Ô, ok rồi đấy. Bây giờ em sẽ chỉnh đúng giờ, 8 giờ kém 15. Đó. Đóng lại. Đó. À, thế này là lắp xong cho bác cái gì ở Phú Thọ nhỉ? Em quên mất rồi. Bác Dũng hay là bác gì ấy? Bác Tùng gì đấy ở Phú Thọ. Nhiều quá em chả nhớ lung tung. Dạ các bác.